Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ cách làm chân gà sốt Thái trộn xoài. Các bạn có thể trộn chung xoài cóc thì đều rất là ngon. Sốt Thái hôm nay mình chia sẻ rất là dẻo, sánh và giúp cho chân gà được lên màu đẹp. Một món ăn vặt, ăn chơi hay là mình có thể làm để đãi bạn bè trong những cái dịp cuối tuần mà mình sum họp lại đó. Mình có thể làm món này thì rất là ngon luôn. Đầu tiên mình có ở đây là 1 kg chân gà. Đây là các bạn coi nè, khi mua về mình sẽ cắt bỏ đi những cái móng và rửa thật là sạch nha. Chọn cái nào mà nó bự và to đó các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có những cái gia vị để giúp cho món chân gà được ngon. 3 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh hành tím mình băm nhuyễn, 3 muỗng canh tỏi mình cũng băm nhuyễn luôn, 2 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc. Thì phần tương ớt này các bạn không có thì mình thay thế luôn là phần tương ớt Việt Nam mình nha. Và ớt bột Hàn Quốc mình sử dụng là 1 muỗng canh. Mình có thêm 70g me, 150g đường, 2 muỗng cà phê muối. Thì mình sử dụng là muối thường cho nên độ mặn không cao. Còn nếu các bạn sử dụng muối hiệu khác hoặc là muối ở nhà mình sử dụng sẽ có độ mặn là khác nhau. Các bạn có thể nêm nếm lại nha. Tiếp đến mình sẽ có là 150g sả cây và 200g tắc. Chân gà mình đã chặt ra làm hai. Tiếp đến mình sử dụng vài trái tắc. Rồi mình sẽ vắt vô đây để mình xoa bóp cái chân gà giúp cho nó khử đi mùi tanh. Còn nếu các bạn không có tắc hoặc là mình sử dụng chanh đều được hết nha. Chanh thì mình có thể sử dụng 1 hoặc là 2 trái. Rồi mình sẽ cho thêm vô đây là 1 muỗng canh muối. Thì muối và nước cốt tắc này sẽ làm cho chân gà không còn mùi tanh hôi. Với lại là khi mình làm cái món ăn á, mình để lâu nó cũng không có bị ra cái kiểu như là bị nhớt đó các bạn. Tại vì trong chân gà nó sẽ tiết ra cái chất collagen á, thì khi mình để lâu nó sẽ bị dính chùm vào nhau. Nhưng mà mình bóp như vậy thì sẽ giúp cho chân gà được rời và không có bị dính khi mà mình để lâu đó. Xoa bóp một hồi mình đem đi rửa thật là sạch. Mình đã chuẩn bị một cái nồi nước và mình cho vô vài lát gừng để luộc chân gà được thơm hơn. Nước sôi rồi mình sẽ cho hết phần chân gà vô luộc trong vòng 10 phút. Chân này là vừa không quá to, còn nếu mà chân bự nữa thì mình luộc trong vòng 15 phút. Còn nếu chân nhỏ hơn thì mình có thể luộc 7 phút nha. Thì các bạn cứ việc luộc chín đi không sao hết. Tại vì khi mình làm mình ngâm lại nước đá, nó sẽ giòn lại và không có bị bở, cho nên các bạn đừng lo. Đây các bạn coi chân gà nóng nè, rất là đẹp và trắng luôn. Luộc đủ thời gian rồi thì mình sẽ vớt ra nha. Và các bạn nhớ là mình chuẩn bị thêm là một cái thau nước đá ha. Để cho chân gà khi mình cho vô cái thau nước đá này, nó sẽ se lại. Nước này là nước đá đó các bạn, tại vì mấy cục nước đá nó tan hết trơn rồi. Thì khi mình thả vô cái thau nước lạnh rồi đó, mình cũng không cần ngâm lâu đâu. Thì mình sẽ vớt ra để cho ráo nước nha, để chuẩn bị mình làm bước tiếp theo luôn. Trong thời gian chờ đợi mình đi làm phần sốt nha. Cho vô nồi 3 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đến mình sẽ cho tỏi và hành tím mình phi thơm lên. Mình làm cái phần sốt này xong rồi á, để cho nguội thì mình mới trộn vô chân gà nha các bạn. Còn hâm hẩm cũng không được luôn. Bây giờ mình sẽ cho tất cả gia vị vô. Và trong khi cho gia vị vô đó thì mình sẽ mở lửa thật nhỏ hoặc là mình tắt luôn cũng được. Cho tương ớt nè. Rồi tương ớt Hàn Quốc, ớt bột Hàn Quốc mình cho tất cả vô. Tương ớt Việt Nam mình á thì sẽ giúp cho cái màu chân gà lên đẹp. Và cái phần tương ớt Hàn Quốc cũng vậy đó các bạn. Mỗi một gia vị nó sẽ giúp cho món ăn của mình á tạo lên một cái hương vị độc đáo hơn. Me thì mình cũng cho chung vô luôn, mình không cần mà mình rây ra đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vô đây là 250ml nước. Rồi mình sẽ mở bếp lại để mình nấu sôi lên phần này. Khi nấu sôi lên rồi á, thì những cái phần me nó sẽ tan ra hết trơn à. Tùy theo độ chua thì các bạn có thể gia giảm cái lượng me này. Đây các bạn coi nè, lên màu rất là đẹp luôn ha. Rồi mình sẽ cho phần muối vô luôn nha.
Nước sốt làm như thế này rất là thơm luôn các bạn. Phần sốt này mình nấu trong vòng là 15 phút với lửa trung bình không quá nhỏ nha. Thì nó sẽ sánh và dẻo lại như thế này. Tắt bếp và để cho thật nguội rồi mình mới đem đi để mình trộn với lại chân gà. Trong thời gian chờ đợi cho phần sốt này nguội thì mình sẽ đi sơ chế những cái phần khác. Sả cây thì mình sẽ cắt xéo và mỏng ra, chứ mình không cắt khúc thì cũng tùy theo sở thích của mỗi gia đình ha. Mình có thể cắt khúc hoặc là cắt xéo giống như mình đều được hết. Món ăn này mà mình cho thêm đầy đủ những cái nguyên liệu thì nó sẽ rất là ngon đó các bạn. Rồi phần tắc này mình sẽ chia ra làm hai ha. 100g mình sẽ lấy nước cốt, còn 100g thì mình sẽ cắt những cái khoanh để khi mình trộn chân gà mình cho vô thì nó cũng giúp cho món ăn được thơm hơn mà nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Phần này thì mình sẽ vắt để lấy phần cốt tắc, còn nguyên trái thì mình sẽ cắt ra từng khoanh. Khi mà mình lấy từng khoanh á, các bạn nhớ là mình lấy những cái hột ra. Tại vì khi để lâu á, cái hột này nó sẽ ra một cái vị hơi đắng. Với lại là cũng có một cái chất nhờn nhờn nữa. Thì nó làm cho món chân gà của mình không được ngon. Cho nên là mình sẽ lấy những cái hột ra đi. Cho hết phần chân gà vô thau. Rồi mình sẽ cho sả, tắc, cho hết vô luôn nha các bạn. Nước cốt tắc thì mình cũng cho vô luôn. Thì nước cốt tắc này cũng tạo lên giúp cho cái món chân gà mình được thơm hơn. Rồi mình sẽ cho hết phần sốt vô. Nó vừa đủ để mà mình trộn luôn, không quá nhiều và cũng không quá ít. Bây giờ mình chỉ việc mình trộn đều lên ha. Nếu mà các bạn nào mà không ăn gấp thì mình có thể mình trộn xong rồi cái mình để đó, mình ngâm khoảng chừng 5-6 tiếng đồng hồ thì nó sẽ càng thấm hơn và ngon hơn. Còn nếu mình không có thời gian thì mình có thể ngâm tầm 1 hoặc là 2 tiếng thì mình có thể ăn rồi. Để ăn kèm thì mình sẽ cho thêm vô đây là xoài. Mình sử dụng là xoài keo ruột vàng, ăn giòn và rất là thơm, không quá chua. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Nếu mà các bạn nào thích ăn cóc thì mình cho thêm cóc vô nha. Đó, trộn đều lên để chút xíu, tầm tiếng 2 tiếng đồng hồ thì mình đã có một cái món chân gà sốt Thái rồi đó. Thì các bạn cũng thấy là mình trộn chân gà đó, cái màu lên rất là đẹp luôn. Mình đã làm xong món chân gà sốt Thái trộn xoài. Phần nước sốt nấu hôm nay theo kiểu mới, vô cùng thơm và ngon, giúp cho chân gà được có màu đẹp nè. Trong khi làm món này thì phần nước sốt các bạn có thể nấu mình để sẵn đó. Rồi khi nào mình ăn á, mình có thể trộn, các bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản thì sẽ giữ được lâu hơn. Còn phần chân gà này nếu các bạn ăn không hết thì mình có thể để trong ngăn mát tủ lạnh, mở lạnh cao một chút thì mình giữ và mình ăn dần đều rất là ngon nha các bạn. Video của mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Nếu mà các bạn nào mới vào xem video chưa đăng ký thì hãy bấm vào cái chữ đăng ký bên phải màn hình và bấm vào cái chuông để khi mình ra video mới các bạn có thể thấy thông báo và vào xem ha. Rồi bây giờ thì xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.